Hello, chào tất cả các bạn nha, các anh em bãi chim nha. Chúc các bạn, các anh em bãi chim một ngày mới đẹp trời nha anh em. Vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay mình tiếp tục đi vô cái sân trong rừng nè các bạn ơi. Mình làm giữa rừng sâu luôn nha các bạn. Giữa rừng sâu luôn. Mình làm cái sân ở trong rừng, cái sân mình quýnh hổm gà các bạn, coi là cây khô bạn thấy không? Đó, đúng là giữa rừng sâu luôn, không có cái nhà ai hết các bạn. Lội vô chừng tháng cây số trong rừng các bạn ơi. Đó, bây giờ mình mới có làm sân xong à. Sân bữa nay nước cũng dữ lắm bạn ơi. Lót từ sáng giờ mới xong nha. Đó, vừa thả mồi xong các bạn. Bây giờ mình quay cái cảnh này cho các bạn xem nha. Cái cảnh này các bạn nhìn thấy là các bạn kết liền nha các bạn. Nhớ quê liền hả? Đó coi nè. Nguyên ở trong rừng luôn nha các bạn. Đó, cây khô bạn thấy không? Cây cồi, cây khô vậy nè, giữa rừng sâu luôn á bạn. Giữa rừng sâu luôn ha. Nếu mà các bạn coi cái cảnh này là các bạn nhớ hồi cha ông ta năm xưa rừng không mà bạn ơi. Như là bưng biển không mà không có cái bóng ai hết trơn bạn. Bữa nay bạn mà la làng luôn cũng chưa có ai nghe nữa các bạn. Đây không chừng có heo rừng đồ luôn ở trong này nữa nè, khỉ đồ tùm lum hết nè. Nghe nó hú hí tùm lum hết chứ mới có không ấy. Đó, các bạn thấy cây khô đẹp không? Ở dưới là sân nước của mình nha bạn. Sân này cũng huyền thoại lắm á. Hổm gà cũng 4 5 cử chúng chúng không nha các bạn. Thôi chừng nào rớt mình quay cho các bạn xem nha. Thank you.
Đấy, còn chị rớt các bạn ơi. Tôi hú làm quá. Mấy con nữa mà nó không chịu rớt. Em lấy máy mình quay cho các bạn xem nha. Bạn ơi. Đó. Bạn thấy không? Cũng được nha bạn. Xảy hết mấy con bạn ơi. Trên đời quýnh bữa nào cũng xảy trên không gài kỳ quá bạn ơi. Như là sao đâu. Đổ chát cái gì vậy bạn ơi. Quýnh toàn là xảy không à. Thiệt tình quýnh xảy. Cái nào cũng xảy cho nản quá. Đóng lưới này không biết làm sao nữa. Hôm gài mình đóng quýnh này đó giờ có xảy đâu bạn. Mà hôm nay quýnh sao toàn là xảy không à. Thôi mình gắt máy mình gỡ nha bạn ơi. Quá dở bạn ơi. Quá dở rồi. 20
20 mấy con quýnh sảy nữa bạn ơi. Chưa được 30 con nha bạn. Quýnh sảy nữa. Nó xuống 25, 26 con vậy bạn ơi, mà quýnh sảy hết 4 con rồi nha bạn. Còn có 22 con hả bạn ơi. Trời ơi, lưới gì mà quýnh sảy cấp này tổ chát hay gì các bạn ơi. Quá dở rồi. Thôi kệ, dở dở các bạn cho mình một like nha các bạn. Cho một like và một chia sẻ nha các bạn. Ủng hộ mình nha các bạn. Để mình có cái động lực các bạn ơi. Bây giờ cũng nản quá bạn ơi. Bây giờ mình quay thành quả cho các bạn xem nha. Đây thành quả của mình đây. Đó. 22 con nha các bạn. 22 con. Thấy nản luôn các bạn ơi. 22 con đó. 22 con. Thôi à, giờ mình cũng xin kết thúc clip đây luôn bạn ơi. Nếu clip mình có dở thì các bạn nhớ cho like và đăng ký chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.